Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt cái phần mềm Blender nhé. Blender là một cái phần mềm thiết kế đồ họa 3D miễn phí và nó tương thích rất là nhiều hệ điều hành khác nhau và nó được sử dụng để chỉnh sửa và tạo mẫu 3D này, làm phim hoạt hình hoặc là điêu khắc, chỉnh sửa video vân vân. Và để cài đặt phần mềm Blender thì mình sẽ vào Google Chrome này. Chúng ta sẽ vào Google Chrome và chúng ta sẽ gõ Blender này. Nó sẽ ra cái trang web blender.org và mình sẽ kích vào cái trang web này. Và Blender hiện giờ thì có phiên bản mới nhất là Blender 4.0 này. Chúng ta sẽ ấn vào chữ download này để tải phần mềm về. Và nếu như máy sử dụng hệ điều hành Windows thì chúng ta sẽ ấn vào đây để download Blender cho Windows. Còn nếu như chúng ta sử dụng các hệ điều hành khác như Mac này, Linux và các hệ điều hành khác thì chúng ta sẽ ấn vào đây để download cái phiên bản cho các cái hệ điều hành này. Và máy của mình thì sử dụng Windows thì mình sẽ ấn vào đây. Chúng ta sẽ ấn vào đó và chúng ta sẽ đợi này. Máy nó đang download, chúng ta đợi 1-2 phút thì nó sẽ download về cho chúng ta. Sau khi mà phần mềm Blender đã được download xong thì chúng ta sẽ mở máy tính của chúng ta lên và vào cái mục download thì chúng ta sẽ thấy cái phần mềm Blender 4.0 đã được tải về và chúng ta sẽ kích vào đó và chúng ta sẽ ấn vào chữ More Info và sẽ tiếp đến là ấn vào chữ Run Anyway. Click vào Run Anyway để cài đặt cái phần mềm Blender phiên bản 4.0 này. Hiện nay thì trên máy của mình đã được cài đặt sẵn cái Blender phiên bản 3.6 là phiên bản thấp hơn phiên bản Blender 4.0 nhé. Và đây là giao diện làm việc của trong Blender thì cũng giống như các cái phần mềm khác thì Blender thì rất là dễ sử dụng và có rất là nhiều các cái phím tắt để học và sử dụng cái phần mềm Blender này nhanh hơn. Thì chúng ta sẽ lên Google và chúng ta sẽ gõ cái phím tắt của Blender thì chúng ta sẽ tải một danh sách các cái phím tắt của Blender về và chúng ta sẽ in nó ra và dán lên trên bàn làm việc hoặc bàn học của mình để chúng ta sẽ sử dụng chúng khi chúng ta học cái phần mềm Blender này nhé.